Đây các bác, cây xanh mắm đá của mua của Trung Dâu ấy. Thì vì sao mà mua bọn này? Thì thứ nhất là nó mắm đá cũng được một thời gian cũng khá rồi, đoạn kia nó khá là bệnh, được cả đoạn kia khá bệnh. Thứ hai là mua ủng hộ. Đấy, cái thứ ba là mua về để làm. Thế là như vậy. Chứ thực tế mà nói thì cây này nó không ưng mắt cho lắm, nhưng cơ bản là về làm được và mua được. Đấy, thì các bác. Thì hôm nay mới lọc đi và có thể sẽ là cắt chỉ thành cây phôi thôi, và bà cắt những cái vết ở rễ này cho nó phun ra những cái rễ nhiều hơn. Cái hòn đá này thì nó không được ưng ý, nhưng mà thôi, nó bám ở đây rồi thôi. Đường mang ra bắt phân làm lại đá thì lại ngon, nhưng mà thì cứ từ từ mang cái cây bút đỏ ra trước, xi bút đỏ ra trước, còn cái này thì để sau sửa lại cho nó đẹp tí. Ngọn kia sẽ để cho bay đi. Đấy, và tay tán cái chỗ đoạn dưới nó phải chắc phải bay đi rồi. Các bạn, đây nhá. Nhìn như này. Hôm trước đi về nó rơi phát này. Ngọn này thì phải cho bay đi. Mặt trước của nó đây, mặt chính của nó đây. Bây giờ lại tiến hành lọc lá và cắt chỗ nào thì tính tiếp các nha. Yeah.
Cây xanh này là một cây trung dâu, bảo là xanh lá móng này, nhưng mà em thì không nghĩ nó là cây lá móng. Thực tế mà nói, nó có thể nói là nó một cây xanh quê, nhưng mà lá rất đẹp, lá gì thì cũng chơi hết các bạn. Đã bật lồng xong. Đấy thì thực tế các bác là bây giờ các bác cứ rộ lên cái phong trào là cứ chơi xanh phải nằm điền hoặc là lá móng lá miết gì đấy, nhưng mà thực tế là các bác rất nhiều bác cũng không hiểu là vì sao, chỉ biết là tên nằm điền là thích, cũng chả hiểu vì sao thích. Thì cơ bản là các dòng xanh thì đều có những lợi thế riêng các bác. Nhưng cái dòng nằm điền thì nó quý, nó đẹp ở cái chỗ là chỉ với một số cái dáng thế cơ bản nó thôi. Thứ nhất là nó trực, với cái bệ của rễ của nó rất khỏe, bệ rễ nó rất to, rất khỏe. Đấy, thì dáng trực thì đang nói đến cái đoạn là điền điếc thì lại ông anh ông gọi. Đấy thì cơ bản là điền chỉ có thứ nhất lợi thế của nó là bệ khỏe, da nhìn khỏe khoắn, rất khỏe khoắn. Bệ nó không dày như quê, không có những rễ cám như quê. Thì làm dáng trực đằng trước nó rất là khỏe, chân móng rồng nó rất là đẹp. Đấy là phải nói là như thế, đỉnh cao. Thứ hai là dăm, nhanh được chơi, dăm nhìn nó khỏe, dày, to. Đấy, không là lướt như quê. Thế nhưng mà dáng làng ấy, xanh thì dáng làng lại quê lại chuẩn nhất. Đấy. Lá móng thì lại làm dăm, làm tán, lá móng thì lại ở những kiểu như ở giữa, lá đẹp. Điền cũng là cũng đẹp, nhưng mà lá móng thì nó ôm ôm, nó gọn gàng, nhìn nó mướt hơn. Đấy thì cơ bản là như vậy. Mỗi dòng xanh có một lợi thế. Quay trở lại cây này các bạn, cổ đang bị cao, tay bên này bị toạc, nhưng mà chắc sẽ chỉ khắc phục cái cổ kia thôi, cưa cái cổ kia đi, giật lại cái ngọn mới đấy, và sửa lại bông cái này tí. Dương đi xúc cát không? Dương có đi xúc cát không nhỉ? Nay dì Hiền chắc không có ở nhà nhỉ? Ừ, có gì ăn mà nó cứ ăn nỉ. Nỉ gì mẹ, bây giờ vợ nó chửa nó có nấu được không? Thì nó bảo nó nấu, nghe bảo không ra. Bảo nấu luôn đi, đi gọi nó bảo nấu luôn đi. Tao bốc đít đến ăn, tao lại mang đít về. Rồi, chả biết có gì ăn không mà nó cứ ăn nỉ ra. Chắc thức ăn mang sang để lấy thức ăn nữa, phải mang sang cái gì đâu. Thừa tính nó. Ông đỡ phải mang thức ăn sang, ông bà chắc dặn mang sang thức ăn sang cho anh chị. Ông Bích muốn sang cái gì năn nỉ cái chó.
Đấy thì dần dần thì em sẽ có một số cái kinh nghiệm về làm xanh, ghép áp rồi là tạo bệ, thì cứ dần dần sẽ làm các bác. Thì tạo bệ thì có những cái kỹ thuật là thứ nhất là ghép bệ, ghép rễ, rồi là từ trên bệ có sẵn thì làm cho nó bệ nó tốt lên, thì nó rất là nhiều cái kỹ thuật và ghép áp, ghép tay tán, rồi ghép trực tiếp, nó rất là nhiều. Nhưng mà cứ dần dần các bác có cái cây nào nó phù hợp thì em sẽ giới thiệu. Đấy thì cơ bản là cái cây này, thì ví dụ em mong muốn nó ở đây nó phun ra nhiều rễ nữa thì các bác tạo một cái vết cắt ở đây, hoặc là một cái khoanh lấy một cái dao và khoanh một đoạn vỏ nhỏ ở đây thôi, như vậy chiết đấy các bác, xong các bác phủ đất hoặc là phủ cát, phủ sơ dừa ẩm ở đây, nó sẽ phun bệ ra rất là đều ở đây. Đấy là một cách. Đấy, thì đối với cây này em đang sẽ chuẩn bị làm như vậy. Đấy. Mình làm với những cái điểm mà mình muốn nó có cái nhiều dễ hơn ấy. Điểm này thì nó dày rồi. Đấy, cái này sau em sẽ đục vào cái phía sau con đá đi, đục vào chỗ này. Đấy, và ví dụ như đảm điểm này các bác nhé, các bác muốn ra rễ ở đây, khoanh đấy. Ví dụ các bác muốn dễ nó phun ở đấy, tất nhiên em không cần nó phun đấy, nhưng mà làm mẫu cho các bác tí, xong rồi úp cái cho những cái túi ni lông cát hoặc là để về ẩm, xong úp vào đấy đậy lại, chỉ một tuần sau là các bác sẽ thấy khác. Đấy, cơ bản cái này sẽ dựa vào ngọn bên này để cho nó đuổi sang bên này, từng tầng xuống bên này chỉ nhẹ một bông như thế thôi, làm con trực huyền hòn đá nó xuống mà. Đấy, nó còn thô sơ quá. Và sau này sẽ mượn một cái kỹ thuật mượn rễ như này quá nhá. Ví dụ mà em có một cái rễ ở đây rất to, nhưng em muốn có một cái rễ ở đây, nhưng mà ở đây không có, thì em sẽ mượn cái rễ này sang đây, ghép áp vào đây để buông xuống này. Đấy là một cái kỹ thuật nữa, thì nó khá là nhiều kỹ thuật hay mà cứ dần dần mình sẽ có kinh nghiệm chứ làm quá. Đấy thì tôi xin phép cảm ơn các bác, bây giờ em đi có tí việc đã. Đã định làm kỹ hơn nhưng mà chưa có thời gian, giờ cần đi ăn cỗ các bạn. Đấy. Vâng nhé. Rồi. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác luôn đam mê nha.